Pháp và loạt nước châu Âu chuẩn bị đưa quân tới Ukraine 7.000 quân Pháp sẵn sàng, Nga cảnh cáo nóng. Ông Edward Ludwig cho biết, Anh, Pháp và các quốc gia Bắc Âu đang bí mật chuẩn bị đưa quân tới Ukraine để ngăn chặn thất bại thảm khốc của Kiev. Loạt nước châu Âu chuẩn bị đưa quân tới Ukraine. Hãng thông tấn tắt ngày 4 tháng 4 dẫn lại một bài viết đăng trên cổng thông tin ăn hớt của Anh đề cập tới việc các nước châu Âu chuẩn bị đưa quân tới Ukraine. Trong bài viết này, Ông Edward Lutwak, cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các nước NATO với đại diện là Anh, Pháp và các quốc gia Bắc Âu đang bí mật chuẩn bị đưa quân tới Ukraine để ngăn chặn thất bại thảm khốc của Kiev. Các nước NATO sớm buộc phải gửi binh sĩ tới Ukraine, nếu không, họ sẽ phải thừa nhận một thất bại thảm hại, ông Lutwak nói. Theo lời vị cố vấn, Pháp, Anh cùng các nước Bắc Âu đã chuẩn bị đưa các đơn vị hậu cần và tinh nhuệ của họ tới Ukraine. Xong, ông lưu ý rằng, các binh sĩ NATO không nhất thiết tham chiến trực tiếp ở chiến tuyến mà có thể thực hiện công việc đảm bảo sửa chữa, khôi phục thiết bị ở hậu phương cũng như huấn luyện quân nhân Ukraine để tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang Ukraine tập trung vào các hoạt động chiến đấu. Trong khi đó, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor cho rằng Pháp có thể gửi hơn 7.000 quân tới Ukraine. Nguồn tin trong giới quân sự Pháp nói với tôi rằng Paris có thể gửi tới Ukraine 7.700 quân đó là những người sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine. Tuy nhiên, ngay khi họ đặt chân lên lãnh thổ Ukraine, người Nga sẽ biết chuyện đó nhờ các thông tin tình báo. Nếu họ ngu ngốc đóng quân ở đâu đó, chẳng hạn như gần Odessa, thì họ có thể sẽ bị Nga loại bỏ, ông McGregor cảnh báo. Vào đầu tháng 3 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp không loại trừ khả năng các nước phương Tây sẽ gửi quân tới Ukraine. Tới ngày 1 tháng 4, khi trả lời phỏng vấn báo diện Pressy của Áo, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pecker bất ngờ cho biết tất cả quốc gia thành viên NATO đều đã có nhân viên quân sự hiện diện ở Ukraine. Thực tế, mọi quốc gia thành viên NATO đều đã có nhân viên quân sự ở Ukraine, chẳng hạn như các tùy viên quân sự hoặc những người thỉnh thoảng đến Ukraine. Ông Pecker nói, đồng thời đề cập rằng ý định điều quân mà Tổng thống Macron đề cập chủ yếu nhằm hỗ trợ Ukraine đào tạo nhân lực. Ông cho biết thêm rằng, các quan chức quốc phòng phương Tây đang lên kế hoạch thành lập các trại huấn luyện ở Ukraine nhằm tránh các vấn đề liên quan đến biên giới và đẩy nhanh quá trình chuẩn bị. Nga cảnh cáo nóng Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, trước mắt, Pháp có thể đưa khoảng 1.500 quân nhân sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine ngay trong tháng 4 này. Ngay trong... chúng tôi đã nắm được thông tin mới về việc Pháp đang chuẩn bị đưa quân tới Ukraine. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Chỉ huy Quân đoàn nước ngoài của Pháp vào đầu tháng 3 đã phê duyệt việc thành lập một nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn, quân số khoảng 1.500 người. Dự kiến trong tháng 4, nhóm này sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ để triển khai tới khu vực các hoạt động chiến sự của Ukraine, bà Zakharova cho hay, đồng thời cảnh báo Pháp đang tiếp diễn các hành động trong quá khứ. Theo nhà ngoại giao Nga, các hành động của Pháp trước đây cụ thể là việc họ âm thầm mang các vật phẩm văn hóa quý giá của Ukraine về Pháp là điều không đáng tự hào và nên được lãng quên nhưng người Pháp ngày nay vẫn nhắc đến nó và cố gắng biện minh cho hành động đó bằng cách nói rằng họ làm vậy để bảo vệ các vật phẩm này. Bà Zakharova chỉ trích mô hình hành xử của Pháp đối với Ukraine hay hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine từ quá khứ cho đến hiện tại. Việc Pháp chuẩn bị đưa quân tới Ukraine được cho là một phần của chuỗi hành động can thiệp tương tự. Hãng thông tấn áp cho biết thêm rằng, trong ngày 3 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thực hiện cuộc điện đàm hiếm hoi với người đồng cấp Pháp Sebastian Lecornu, đánh dấu lần liên lạc đầu tiên theo phương thức này giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước kể từ tháng 10 năm 2022. Trong cuộc điện đàm, ông Shoigu đã cảnh báo Pháp chớ đưa quân tới Ukraine. Nếu tiếp tục thực hiện các tuyên bố về việc triển khai quân, Paris sẽ tự mang lại rắc rối cho chính mình. Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng lên tiếng cảnh báo sự xuất hiện của lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine sẽ gây ra những hậu quả vô cùng tiêu cực, thậm chí không thể cứu vãn. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn.